Xin chào tất cả mọi người nhé. Nay lại có một loạt cửa sổ 4 cánh nhôm sinh pha Quảng Đông. Thì nó hơi khác biệt một chút thì quay lại cho anh em tham khảo nhé. Đây cái cửa 4 cánh bản vẽ nó như thế này. Thế nhưng mà ở đây nó có một cái đố tĩnh này. Đấy, điểm này này, một đố tĩnh. Chỗ này là một đố tĩnh. Nhưng mà cái điểm giữa này thì là đố động nhé. Chính vì vậy là nó khác một số cái loại tôi đã đưa lên video clip trước rồi. Thì cái này tôi lại quay cho anh em để tham khảo cách tính nó như nào nhé. Đấy, bơm keo ép góc. Ờ, đọc chữ đi. Tôi nhớ bắn vào hai cái lỗ ổ van trước nhé. Khe giữa hơi chặt, phía dưới này sang. Thank you.
ta bắt cái vít vào hai cái lỗ van trước đấy, sau mình chỉnh cái thứ nó các khe hở nó được 5 ly rồi thì là bắt đầu chúng ta chốt cái vặn chặt nó lại và chốt các vít khác còn lại đấy, thì cửa nó mới chính xác được. Các khe hở là tiêu chuẩn 5 ly hết nhá. Đây chúng ta bắt đầu rút hết này. Đấy, chốt hết các con vít còn lại. Ta nhớ luôn luôn là phải khoan cho nó cái lỗ thoát nước nhé, thông lên phía trên gần bên trên kính ấy. Để khi mà nước mưa nó ngấm vào các khe cắt góc của cửa nhôm hoặc là cái lỗ mà của cái máy bấm góc ấy, nó làm thủng thì nước nó ngấm vào, có thể nó ngấm vào một ít thôi, nhưng mà lâu ngày là bắt đầu nó tràn ở trong cái nẹp tập, nên là mình phải khoan lỗ thoát nước cho nó để nó róc nước. Chú ý cây đố động này chúng ta cắt lùi hơn so với cái mép này là khoảng 3 ly nhé, cả trên cả dưới, để sau bắt cái vịt đố mà nó không bị ảnh hưởng gì, nó bằng luôn cái mép nhôm đấy. Sau khi vịt đố này nó bằng cái mép này luôn. Ta luôn luôn nhớ cái bắt vào hai cái lỗ ô van dài dài trước để còn chỉnh, mình xô lên xô xuống một tí là để chỉnh khe hở cho nó đều 5 ly. Thế chúng ta lấy búa cao su chúng ta gõ cho nó xô, bên này nó đang rộng hơn. Đấy, hai bên nó đều hở cách nhau 5 ly là ok đấy. Thông hẳn lên phía trên nhé, cho nó nếu mà có nước nó bị ngấm vào các góc này này, một cái góc này hoặc là cái chỗ bấm góc này mà nó thủng, chẳng hạn nước có thể nó vào qua đường đấy thì mình khoan cho nó cái lỗ thoát nước ở phía bên dưới là nó thoát lên nước đi được. Thì cái bộ cửa này nó cũng giống với bộ cửa trước thôi, nhưng mà nó khác ở điểm là cái cánh ở giữa này nhá, là dùng cây đố động. Đấy, cái cửa ở giữa thì mở bung hết, không có cái đố tĩnh ở giữa. Sinh pha Quảng Đông tem đỏ hết đấy. Cửa thì được ép góc hết toàn bộ nhé. Đấy, các góc rất là khít.
Xưởng của chúng tôi chủ yếu là làm nhôm sinh pha Quảng Đông tem đỏ nhé, không có cái loại khác vào đâu. Đấy. Thì đây là cứ cắt theo máy thôi, thì họ cũng tính là các khe hở đều 5 ly hết nhé. Quay cho anh em xem. Các khe hở đều được 5 ly hết nhé. Nếu mà có sai số thì 5 ly rưỡi cũng không ảnh hưởng gì, tại vì nó không đáng kể. Đấy, cơ bản là các góc mình ép góc chuẩn rồi và cắt 45 độ chuẩn thì cửa nó sẽ đẹp thôi. Đây phía dưới là có cái lỗ thoát nước này rồi. Thế xong bộ cửa 4 cánh nhé. Thế bây giờ tôi mới nói cách trừ làm sao cho anh em nó dễ hiểu nhé. Trước tiên tôi nói cái cách cắt của khung bao trước nhé. Khung bao thì cái ô cửa nó rộng bao nhiêu thì mình có thể là tùy theo mình trừ cái khung bao đi khoảng độ 3 đến 5 ly gì đó, để sau còn dễ lắp cửa và nó dễ chỉnh cửa. Đấy. Còn cắt cánh ấy, khi cắt cánh thì chúng ta căn cứ theo cái khung bao của nó nhé. Đây, ví dụ tôi nói là cái chiều cao của ô cửa này thì cắt như thế nào. Thì chúng ta để ý, lưu ý cái khung bao của cửa sổ. Thì cái bậc này mình đo là được 2 phân này. Chính xác 2 phân nhá. Đấy, 2 phân. Và chúng ta trừ đi khe hở 5 ly nữa là tổng là 2 phân rưỡi. Đầu trên và đầu dưới 2 phân rưỡi, tổng là 5 phân. Thế thì chúng ta cắt được cái chiều cao của cánh nhá, là chúng ta trừ đi 5 phân. Đấy, lấy khung bao trừ đi 5 phân là cắt được cái chiều cao của cánh cửa. Thế còn bây giờ đến cắt cái chiều ngang của cánh nhá. Thì 4 cánh này là máy nó tính là cắt sẽ bằng nhau, cho nên là chúng ta một nhát cắt thôi, chúng ta cắt được 4 cánh luôn, chiều ngang và chiều rộng thế bằng kích thước nhau. Và chúng ta đặt kính và chúng ta cắt nẹp sập nó rất là dễ. Thế thì cách tính nó như thế nào? Thì bây giờ tôi mới nói cho anh em cắt cái chiều ngang của cánh này như này. Đây, 4 cánh bằng nhau. Thế thì cái chiều ngang của cánh thì chúng ta cứ lấy cái khung bao nhé. Khung bao, tổng cái chiều dài, chiều rộng của khung bao chúng ta trừ. Thế bên hông này chúng ta trừ 2 phân rưỡi này. Tiếp đến cái hông bên ngoài cùng này, chúng ta cũng trừ đi 2 phân rưỡi. Tổng là 5 phân nhá. Đấy. Thế nhưng mà chúng ta lại chú ý thêm một điều nữa là chúng ta phải trừ là cái cây đố tĩnh ở đây. Đấy. Đố tĩnh ở đây thì chúng ta phải trừ đi cái chỗ phần lồi lên của nó là phân rưỡi này. Đấy. Và tổng của nó là sẽ là 2 phân rưỡi này. Đấy, chúng ta trừ tiếp 2 phân rưỡi này. Đấy. Bên này chúng ta cũng trừ 2 phân rưỡi này. Cái đố tĩnh này. Thế là tổng chúng ta là phải trừ đi 10 phân. Đấy, hai bên hông và hai cái chỗ đố tĩnh này là 10 phân. Ngoài ra cái khe hở ở giữa để bắt đố động nó cũng hở 5 ly nữa. Đấy. Thế là chúng ta tổng chúng ta phải trừ là 10 phân rưỡi. Đấy. Và sau đó chúng ta sẽ chia cho 4. Chia cho 4 thì nó sẽ được 4 cái thanh ngang này. Đấy. Sau khi trừ đi các khe hở nhá. Thì tổng là chúng ta trừ đi 10 phân rưỡi. 10 phân rưỡi và chúng ta chia cho 4 thì nó sẽ ra được kết quả cắt cái thanh ngang này thôi. Đấy, nó đơn giản thế thôi. Đấy. Thế là ta lưu ý cái trừ cái chỗ đố tĩnh ấy thì cũng là 2 phân rưỡi nhá, cũng bằng cái bên khung bao kia. Thế thôi, cách triển khai như vậy thì các loại cửa anh em đều có thể tính được hết và nó sẽ các
cắt các chiều ngang của các cánh là nó sẽ bằng nhau. Đấy, nó vừa đẹp cửa mà nó lại vừa thuận tiện cho mình sản xuất. Đấy thì bộ cửa này làm nó cũng đơn giản lắm, nhưng mà anh em mà biết cách triển khai ấy, thì nó sẽ làm nó thuận tiện, bốn cánh nó bằng nhau thì làm nó nhanh hơn. Thế tôi nhắc lại cách tính cánh của nó nhá. Khung bao thì đương nhiên là nó theo cái ô cửa nó đơn giản rồi. Bây giờ nếu mà cánh thì mình chiều đứng của cánh nhá, tức là chiều cao của cánh chúng ta trừ đi 5 phân so với khung bao. Còn chiều rộng của cái cửa bốn cánh này thì chúng ta trừ đi 10 phân rưỡi. Sau đó chia 4 thì sẽ cắt được cái chiều ngang cánh này nhá. Nhiều khi tôi cứ nói rất nhiều trên video nhưng mà mọi người xem xong vẫn hỏi lại, chứng tỏ là xem chưa được kỹ. Nhiều khi anh em nhắn tin vào Zalo hỏi đấy, nhưng mà vào cái lúc mà đang bận rộn thì cũng không thể trả lời được. Tốt nhất là anh em mình cứ xem kỹ cái video. Thì thường thường là tôi hay nói cách cắt, cách trừ lại lần thứ hai, cho nên là nếu mà mọi người mà cứ hỏi nhiều thì chứng tỏ là chưa xem kỹ. Tốt nhất là đầu tư xem kỹ lại cho nó, hoặc là mình mang nhôm ra mình làm thử. Đấy thì cái bộ cửa dựng lên nhìn nó như thế. Có cái cánh giữa là mở bung nhé, nó không có cây đỗ tĩnh nữa. Đấy. Thì cách trừ nó khác so với cái loại ở giữa nó có cây đỗ tĩnh nữa, thì như trước là có video khác rồi đấy. Thì lần này nó sẽ khác hơn một chút thế thôi. Đấy, quay lại cho anh em tham khảo nha. Đấy, nói chung là đây lỗ thoát nước là cũng rất là cẩn thận này. Ngoài ra này, bên dưới này cũng phải khoan lỗ thoát nước thủng lên trên phần trên kính ấy, để cho nó thoát nước. Đấy, cửa này rất là hiện đại này. Đấy, anh em nhớ cái cây đố động này. Đố động tức là nó nằm theo cánh cửa và nó di chuyển, người ta gọi là đố động. Thì chúng ta cắt ngắn hơn so với mép này này là 3 ly. Mỗi chiều 3 ly là tổng là 6 ly, và chúng ta khi chúng ta cho cái bịt đầu đố này vào là nó vừa bằng với cái mép này luôn. Đấy, anh em lưu ý như thế thôi. Thế còn cái đố tĩnh thì người ta ngoài ra người ta còn có thể gọi là cây đố lồi đấy. Đây. Thì nó nằm im và nó cố định được bắt vít, bắt bằng ke u và làm đố rút như này thì nó sẽ thẩm mỹ và nó rất là chắc chắn nhá. Thì đố tĩnh thì nó là nằm im, tĩnh là đứng yên, cho nên là người ta gọi là đố tĩnh. Thế còn đố động thì nó di chuyển theo cửa, anh em mới nhớ thế thôi. Thế thì liên kết cái đố động với lại cửa thì chỉ cần khoan một cái lỗ này phi 10 này, xong rồi cho cái mũ vít nó chui qua và mình bắt thôi. Thế sau này chỗ này nó sẽ có cái chốt rút và nó che cái lỗ đi, nó sẽ rất là đẹp. Xem đến đây thì anh em cho một like được rồi đấy, và nhớ đăng ký kênh nhá, và bấm chuông để đón chờ video mới. Cảm ơn vì đã đăng ký kênh và đã xem. Rồi. Bây giờ cho nốt kính vào là xong thôi. Mình mà cứ thả kính vào ở nhà mình chèn răng cẩn thận thì đi lắp vào nhìn nó chuyên nghiệp hơn. Nhiều người cứ bảo để đến công trường bắt đầu mới tra kính các thứ, rồi đến lúc mà nó kính nó không vừa hoặc nó vỡ các thứ thì nó rất là bất tiện cho mình, và lúc đấy xử lý nó rất là khó. Các bạn có thể là đặt nằm xuống thả kính vào cũng được, hoặc là dựng lên thả kính vào cũng được. Hai phương pháp đều được cả.
Đây cũng có cả cửa đi đây này. Nhưng mà cửa đi là có video rồi cho nên là bản lề cũng bọc cho cẩn thận cho khỏi xước sơn. Mặt bên trong chúng ta mua cái răng nó mềm mềm thôi và nó đúng cái số của nó thì mình chèn cái bên trong và sau đó là bên ngoài là mình đốt keo thôi là nó sẽ đẹp. Nhiều khách hàng cứ đòi hỏi là bơm keo hai mặt thì nó cũng không cần thiết như thế đâu nhá, mà nó rất là xấu. Nếu mà bơm keo hai mặt thì chúng ta chèn và chúng ta làm cho cái kính nó phẳng với cái mặt nhôm nó rất là khó. Và bơm keo hai mặt thì không thể đẹp bằng là một mặt truyền dòng và một mặt kia bơm keo. Cửa sinh pha Quảng Đông này nó cách âm cách nhiệt rất là tốt nhé, chống ồn, tiết kiệm điện.